Hello, xin chào mọi người, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của HPH. Vâng, và các bạn ơi, hãy nhớ bấm nút subscribe kênh, đăng ký kênh, ủng hộ cho kênh của mình, like và share các video clip của mình để nhớ ra tạo cho mình thêm nhiều động lực để mình có thể ra thêm được nhiều video hay hơn nữa để gửi đến hiện tại đến tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và quay trở lại với chủ đề chính ngày hôm nay, đầu năm, dịp đầu năm thì chúng ta sẽ mở màn bằng một MV có cái tên rất là dễ thương, đó chính là Xuân đang đến bên em của Binzy các bạn. Rapper Binzy đến từ nhà Space Speaker thì là một MV có cái tên như thế này, mình nghĩ là sẽ là một cái thời điểm khá là phù hợp để mình xem trong những cái khoảng thời gian dịp đầu năm mới. Xuân đang đến bên em, nhưng mà Xuân đang, nhưng mà chữ G để cho giống ngoặc. Xuân đang chính là biệt danh của Binzy. Ok, chúng ta sẽ vào xem nghe MV nhé. Let's get it. 1, 2, 3. Oh, cảnh là các bạn nhỏ miền núi. Wow, nhạc hay vậy. Binzy chất nha. Mẹ bay cho em ba bữa tối, Tết mẹ em đi chơi dưới trời, tóc đẹp và dày mơ anh ơi. Wow, nghe ngầu quá. Một xuân hoa tươi, ngập chân lành chân xạ. Anh chúc em vui và gia đình yên ả. Mơ ước bay cao như cơn diều em thả. Trên ngọc đồi em mới thức cốc cây lưng em ngả. Và anh thấy bóng hình nhỏ bé chập chững giữa muôn trùng núi non. Bao nhiêu mơ ước gói ghém trong một chiếc túi lon. Hoa tươi màu đất đỏ, hồn nhiên cùng tất cỏ. Hạnh phúc không hề mắc khi học cách trân trọng những điều rất nhỏ. Xuân đang đến, xuân đang qua, xuân còn non, xuân sẽ ra. Xuân đến khi nhìn nụ cười hồn nhiên thân mến, như nó vốn là hiện tại này là một món quà. Xuân đang về đây thật rồi, xuân đang về đây tóc mái em hồng hồng. Hey, đinh đa đi đinh đồng đồng. Đúng rồi, hip hop. Mọi người đang nối đuôi nhau vào mơ. Xin diện tích. Trăm hoa đua đã ngập trời, bao tiếng cười khắp vãi thay cho ngàn lời. Mong sao mơ ước dạng người, bay lên thật cao như vì sao xa vời vời. Yeah, biết hay à, biết gì đúng chất kiểu hip hop luôn. Cho trình cụ qua nhăn, đôi chân lem lắm, những đôi mắt long lanh. Anh chúc em nhiều sức khỏe, mong cao lớn hơn cả anh để con giúp cha giúp mẹ mua gặt hái trên đồng ruộng. Cho tiếng suối trong veo dòng sông và con thác, nơi em gió mênh mông trời trong và xanh ngát. Anh đem gói yêu thương cột trong vài câu hát và tình yêu là thế chứ không là đâu khác. Xa thành phố anh tìm bình yên nơi em. Hoa đã chấm xuân về đợi em ra xem. Bà đang nấu bánh chưng trên lưng là em bé. Ta đâu có lo toan những lần vui cười em. Bây giờ để cha quá mọi người. Mùa sao xa xôi kia đang mong ngóng, trái đất vẫn quay tròn như là trong chóng. Nguyên tin là cây kéo vào hoàn cảnh sợi dây. Ước mơ mong manh bay lên như bong bóng. Xuân sang, wow. Như tân trang, là hoa đâm chồi tâm hồn hân hoan. Trái tim của em ngân lên vui mừng, từ tiếng hát này âm vang khắp núi rừng. Hay đó, nghe phiêu nhờ. Cảnh đẹp quá. Wow, Xuân đang đến bên em. À, ban đầu sau khi mình nghe tới cái tên em bài hát này thì mình lại tưởng tượng rằng là đây sẽ là một cái bài hát mà nó đúng chất kiểu như Bad Boy Binzy ngày xưa các bạn. Đó, Bad Boy Binzy mà chúng ta thường hay thấy cũng ở Binzy, nhưng mà lần này đây là một cái MV mà Binzy cùng với các anh em của mình trong ekip Space Speaker lên một núi cao đó để coi như là để cùng các em bé trên miền núi nè, có những cái hoạt động đón mừng năm mới, chơi đùa với các bạn trẻ, các bạn nhỏ trên dân tộc miền núi. Như là được giống như là đây là một cái chuyến đi mà tất cả các thành viên của Space Speaker cũng như là Binzy đã đi ủng hộ, như là đi
có một cái chương trình từ thiện các bạn ở trên vùng núi này, thì kết hợp vào đó là làm một cái clip kiểu như là clip tài liệu tư liệu, và kết hợp với đó là ra mắt một cái bài hát mới luôn, là Xuân Đang Đến Bên Em. Thì thật sự là với cái chất nhạc như thế này thì về phần MV ha, thì chắc mình cũng không có bàn quá nhiều về MV, tại vì đa phần những cảnh trong MV là những cái cảnh mà Binzy nè cùng với các bạn nhỏ cũng như là những người anh em trong ekip của Space Speaker chơi đùa với các bạn trẻ, có cả Gonzo, có cả City Tip đó, rồi có đấy, nói chung là có những thành viên ở trong nhóm Space Speaker, đa phần là những cái cảnh sẽ là chơi vui đùa cùng với các bạn trẻ nè, có City Tip ở đây nè đó. Ok, còn về phần bài hát thì đây là một cái bản gọi là hip hop đúng thùng, kiểu như là original về hip hop các bạn, nghe nó rất là cảm xúc. Và tại vì lâu lắm rồi mình mới nghe là một cái bản kiểu rap trên cái nền nhạc hip hop, kiểu nó hơi hướng truyền thống các bạn, lâu lắm rồi. Tại vì dạo gần đây với nền âm nhạc Việt Nam sự phát triển ngày càng đi lên, ngày càng mạnh mẽ như thế này, thì có rất là nhiều những cái bài hát, có rất là nhiều những cái thể loại dòng nhạc mà mình đã nghe trước đây rồi. Thì ngày hôm nay mình nghe cái bản Xuân Đang Đến Bên Em này của Binzy, thì mình cảm giác rằng là nếu như mình quay trở lại với cái thời hip hop của những thanh niên đầu năm 2000 các bạn, nghe nó cực kỳ là truyền cảm và nghe nó cực kỳ là nó original, kiểu như nó truyền thống đó các bạn. Và thật sự là cái chất rap và cái chất vocal của Binzy á, nó đã khi mà mình nghe cái giọng của Binzy nó cất lên á, là mình đã biết rằng nó là một cái trademark, một cái thương hiệu của Binzy rồi, cùng với sự kết hợp của Gonzo đó trong cái bài hát này. Thì mình nghĩ đây là một cái sự gọi là kiểu là một cái mở màn, một cái bài hát nó mở màn đầu năm sẽ đánh dấu một cái năm khá bùng nổ tiếp theo của anh em nhà Space Speaker nói chung và anh BG nói riêng các bạn đó. Và mình hy vọng là trong năm nay á, thì BG sẽ ra nhiều MV, nhiều album có thể gửi đạn đến những fan hâm mộ của BG, những fan hâm mộ của Space Speaker các bạn. Tại vì thật sự là cái chất rap BG nó cực kỳ là nó quyến rũ các bạn. Mình nghe có những cái câu từ nhã chữ của BG trong bài hát này mà mình vẫn cảm giác được cái sự quyến rũ trong đó, cái rất là gentleman và cực kỳ là pha giữa bad boy và good boy, giữa Xuân Đan và BG các bạn, như nhà thơ rap Việt á. Mình nghe là một số đoạn mà mình cảm thấy hay nhé. Anh chân xạ, anh chúc em vui và gia đình yên ả. Mơ ước bay cao như cơn diều em thả. Chân gầm đổ em mơ, cứ có cây lưng em ngả. Và anh đã thả em nhỏ bé chập chững giữa muôn trùng núi non. Bao nhiêu mơ ước của em đẹp quá, một chiếc túi con, quả tim màu đất đỏ, hồn nhiên cùng tất cỏ. Hạnh phúc không hề mắc khi học cách trân trọng những điều rất nhỏ. Trân trọng những điều rất nhỏ các bạn. Xuân đang qua, xuân còn non, xuân sẽ già. Xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già. Chỉ nhìn nụ cười hồn nhiên thân mến. Cầu xuân diệu các bạn. À, hiện tại này là một món quà. Xuân đang về đây thật rồi, thấy không? Để khúc nghe cháy à. Đi nha đi, đi nha nha. Yeah. Các bạn thấy cái beat không? Hey. Các bạn có nghe cái beat không? Bùm chắc chắc bùm chắc bùm chắc chắc bùm chắc chắc bùm chắc bùm chắc bùm chắc chắc bùm chắc bùm chắc chắc bùm chắc chắc bùm 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 chắc. Rất là nhấn nhá và có melody, có flow của những cái kiểu nhạc mà thập niên đầu 2000 và hip hop các bạn đó. Và mình cảm giác được cái sự cái vocal của BG nó khi mà BG đã coi như là đã flow ra rồi, đã vần thơ là đã ra, là chắc chắn những cái câu đó sẽ cực kỳ là nhẹ nhàng, bay bổng và điếc các bạn. Thật sự đúng là cái chất rap của BG thì vẫn chưa có ai lẫn vào đâu được ở Vipop mình luôn mọi người. Và tình yêu là đấy chứ không là đâu khác. Sao thành phố anh tìm bên yêu nơi em. Hoa đã chấm xuống về đợi em ra xem. Bà đã nấu bánh trưng trên lưng là em bé. Tao đâu có lo toan những lần vui cười em nhé. Nguồn sâu xa xôi kia đang mong ngóng. Trái đất vẫn quay tròn như là trong chóng. Như là trong chóng. Tính là cái kéo vào hoàn cảnh là sợi dây. Ước mơ mong manh bay lên như bong bóng. Xuân sang thiên nhiên tân trang. Là hoa đâm chồi tâm hồn hân hoan. Trái tim của em ngân lên vui mừng. Các bạn trẻ chơi đùa là vui mọi người. Xuân đã về đây tâm
Xuân Lê mình đây hết rồi. Hay nha. Đinh đăng đăng. Trong hoa đua nở ngập trời. Ok, và có một người đã xem video clip reaction của mình đến giây phút này. Nên các bạn thấy vui, thấy hay hãy cho mình một like, một share và một comment nhé ba. Đừng quên hãy tiếp tục ủng hộ cho kênh của mình bằng cách bấm nút subscribe cho mình nhé. See ya, hẹn gặp mọi người rất nhiều. Bye bye.